Dàn sao nữ hoa ngữ đang đẹp lại bị lớp make up hại thảm, nhiệt ba lần đầu thất thế trước Dương Tử. Đồng khích của Lỗ Sĩ. Ngô Thư Hân cố chấp style phải nữ. Theo sự phát triển của thời gian, ngành make up của xứ Trung cũng thăng hạng vùn vụt, nhan sắc của dàn mỹ nhân cũng nhờ thế mà lên hương hẳn. Thế nhưng, ai mà ngờ được trong năm 2023 này, hàng loạt mỹ nhân đình đám lại đồng loạt gặp nạn vì chuyên viên trang điểm của mình. Đã không đẹp hơn thì chớ, nhan sắc lẫn khí chất của họ đều bị tụt dốc thê thảm, khiến fan ruột cũng phải nổi giận. Đồng Khiết. Trong đêm hội GQ tổ chức vào tháng 12 năm 2023, Đồng Khiết đã trở thành một trong những sao nữ gây thất vọng nhất đó. Lộ diện với kiểu trang điểm gây liên tưởng đến những năm 2000, Đồng Khiết khiến người ta nhầm lẫn luôn thời gian, tưởng cô mới vừa xuyên không. Bộ váy trắng nhạt nhẽo để lộ thân hình nhẹ cân thì chớ, cách trang điểm đánh mắt khói lỗi mốt của Đồng Khiết cũng khiến người ta thẳng thốt mãi. Đã thế, ban tổ chức còn sắp xếp cho cô ngồi cùng cảnh điểm, trông chẳng khác gì ma ma theo hầu công chúa đi dạo hồ. Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân của bây giờ chính là một trong những cái tên lắm thị phi nhất hoa ngữ. Ngoài thói quen dẹo quá đà, cô nàng còn gây ngao ngán hết cỡ vì lối trang điểm như hot girl top top. Ngày xưa trông cô rõ sang xịn mịn với kiểu trang điểm nền nã thanh lịch. Chẳng hiểu sao bây giờ người đẹp Vân Chi Vũ lại có chấp niệm với kiểu trang điểm làm lố, kẻ mắt thiếu tự nhiên, khiến tổng thể tạo hình của cô trông phèn hẳn. Cứ thế này mãi, bảo sao người ta kiên trì xếp cô vào danh sách tứ đại phèn nữ hoa ngữ. Châu Đông Vũ. Chưa bao giờ Châu Đông Vũ làm vừa lòng người hâm mộ khi khoe sắc trên thảm đỏ. Ngoài dáng người quá nhỏ con và gầy gò khó cân đồ, Châu Đông Vũ còn hay gặp nạn với nhân viên trang điểm nữa cơ. Rõ ràng, cô nàng cũng bắt chước người ta, chi tiền khủng để được make up lộng lẫy nhất, thế nhưng chẳng bao giờ hiệu quả cả. Như trên thảm đỏ sự kiện eo, trông Châu Đông Vũ chẳng khác gì con nít lén dùng đồ trang điểm của mẹ, vụng về từ cách kẻ mắt đến đánh má hồng. Đồng Dao. Năm 2023 cũng chẳng hề dịu dàng với Đồng Dao, bởi cô chẳng có dự án mới nào được lên sóng, còn tạo hình thảm đỏ sự kiện thì bị chê liên tục. Một trong những lần ố dề nhất của cô là khi tham gia tuần lễ thời trang Paris. Diện đồ xuê xòa hết cỡ thì chớ, cách đánh phấn loang lổ cùng phần mắt bị kẻ lố của cô đều khiến tín đồ thời trang thảng thốt. Đã thế, trạng thái tinh thần của Đồng Dao rất kém, như thể cô xuất hiện là bị ép chứ chẳng phải khách mời. Dương Tử. Dù cuối năm 2023 Dương Tử đã cố gắng để tiến bộ hơn trong thời trang, nhưng chừng ấy vẫn chẳng thể xóa nhòa được vết đen hồi đầu năm của cô. Một trong những khoảnh khắc mất điểm trầm trọng nhất chính là lúc cô xuất hiện với bộ váy cam và style make up tông xòe tông. Kiểu trang điểm sắc cam khiến nước da của Dương Tử bị xỉn màu, tổng thể khuôn mặt trông dừ hết cỡ. May là sau lần này, chuyên viên trang điểm của Dương Tử hết dám chơi lớn, chỉ trung thành với phong cách giản đơn, tự nhiên. Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau đêm tinh quang đại thưởng, fan Địch Lệ Nhiệt Ba lại đồng loạt lên tiếng chỉ trích đoàn đội của thần tượng. Và lần này thì tất cả mọi người đều về phe của hội người hâm mộ. Không biết stylist hôm đó gặp chuyện gì mà trang điểm cho mỹ nhân Tân Cương sai quá là sai luôn. Từ cặp lông mi cong lố, kẻ mắt xếch quá tay cho đến son môi kẻ vội méo mó. Tổng thể lớp make up đã khiến người đẹp an lạc chuyện trông dừ hơn chục tuổi, lại còn hệt như nhân vật mẹ kế trong chuyện cổ tích. Bảo sao người ta nhận định, Nhiệt Ba lép vế trước Dương Tử.